비추고 vụ ám sát hạ sĩ Mama Ridings. Từ năm 1927 đến năm 1931, Mama Ridings là một bác sĩ trị liệu thần kinh tại Georgia. Bà đã từng chữa trị cho tổng thống tương lai của nước Mỹ Franklin Delano Roosevelt và được ông rất yêu quý. Sau Thế chiến thứ hai, Ridings phục vụ trong quân đội với chức danh hạ sĩ. Vào ngày 29 tháng 8 năm 1943, Ridings lúc đó đã 32 tuổi, rời khỏi Edinburgh, Indiana vào buổi trưa hôm đó và đi tới Indianapolis để đăng ký tại khách sạn Claypool, nơi cô thông báo là có một cuộc hẹn trước. Vào khoảng 8 giờ tối, người quản gia đi vào phòng khách sạn của Ridings và kinh hoàng phát hiện ra một nửa thi thể trần truồng của hạ sĩ ở trên giường. Ridings đã bị đánh và bị cắt xẻ tàn nhẫn bởi mảnh chai whisky vỡ. Ban đầu giết người cướp của là động cơ được đưa ra. Tuy nhiên, vụ án này trở nên kỳ lạ khi một cậu phục vụ phòng khẳng định rằng đã đem đá đến phòng của Ridings 3 tiếng trước khi thi thể được tìm thấy. Cậu ta tuyên bố đã nhìn thấy một người phụ nữ tóc đen mặc toàn đồ đen ngồi trên giường khi Ridings trả lời ở cửa. Cả quân đội đã nhảy vào kết hợp cùng với cảnh sát Indianapolis để điều tra, nhưng danh tính người phụ nữ áo đen bí ẩn vẫn không thể xác định và vụ giết người White khét tiếng vẫn không bao giờ được giải quyết. Sự biến mất của Claudia Kershaw. Vào tháng 5 năm 2000, Claudia Kershaw làm trợ lý biên tập cho một tờ tạp chí du lịch ở New York. Cô dự định sẽ đi du lịch ở Cuba và bay tới Jamaica để chuẩn bị. Tuy nhiên, nhóm người sớm phát hiện ra là họ bị từ chối nhập cảnh vào Cuba. Và vì tất cả các chuyến bay về New York đã được đặt trong vài ngày tới, Kershaw và một tác giả khác đã nghỉ tại Beaches Resort ở Negro. Nữ nhà văn kia đã tự đặt chuyến bay về vào ngày 27 tháng 5, nhưng Kershaw đã quyết định ở lại lâu hơn một chút. Lần cuối xuất hiện của Kershaw được biết từ một nhân viên cứu hộ, người đã thấy cô đi dọc theo bãi biển với một đài phát thanh xách tay vào cuối ngày hôm đó. Sau đó không còn ai thấy cô ở bất cứ đâu nữa. Khi Kershaw vẫn không trở về vào tuần sau, cha mẹ cô đã lo lắng và liên lạc với khu nghỉ mát. Các nhân viên kiểm tra phòng của cô và tìm thấy hầu hết tài sản vẫn ở trong phòng, bao gồm cả hộ chiếu. Chỉ thiếu duy nhất chiếc radio xách tay và bộ quần áo cô đã mặc khi đi trên bãi biển. Trong thời gian ở tại khu nghỉ mát, Kershaw đã trở nên thân thiết với một bartender tên là Anthony Grant. Anh ta gọi điện xin nghỉ ốm vào ngày sau khi Kershaw biến mất và không trở lại làm việc trong 4 ngày. Các nhà chức trách điều tra Grant và tìm thấy tóc của Kershaw ở ghế sau xe. Chó đánh hơi nghiệp vụ cũng phát hiện ra mùi hương của cô ấy từ cái vali của anh ta. Nhưng mặc dù là tất cả các bằng chứng có thể buộc tội này, các nhà chức trách vẫn tuyên bố họ không coi Grant là tác nhân cho sự mất tích của Kershaw và cho đến giờ vụ án bí ẩn vẫn chưa có lời giải đáp. Khách sạn Biltmore ma ám. Trong những năm 1920, Thomas Fetty Walsh là một nhân vật thuộc thế giới ngầm ở New York. Ông là khách thường xuyên tại khách sạn Biltmore ở Coral Gables và hay chạy đến một quán rượu và sòng bài từ phòng tầng 13 của mình. Vào ngày 4 tháng 3 năm 1929, Fetty đã gây gỗ với người quản lý khách sạn Eddie Wilson, người sau đó đã rút súng và bắn Fetty đến chết tại sòng bạc. Wilson không bao giờ bị buộc tội giết người và các quan chức làm ngơ cho ông ta chạy trốn đến Cuba. Có lẽ vì công lý không được thực thi nên nhiều người tin rằng bóng ma của Fetty Walsh đã ám nơi này. Trong những năm qua, đã xảy ra rất nhiều sự cố, trong đó thang máy đưa khách đến tầng 13 mà không thể lý giải được. Vì Fetty Walsh được biết đến là người rất đào hoa, bóng ma của ông có vẻ thích nhắm đến những người phụ nữ hấp dẫn. Có một lần, một cặp vợ chồng đã cố gắng ấn thang máy đến tầng thứ tư, nhưng lại bị đưa đến tầng 13. Ngay khi người phụ nữ bước ra,
cánh cửa đóng sầm lại và đưa người chồng trở lại tiền sảnh. Người vợ sau đó nói đã nghe thấy những âm thanh không thể giải thích được và ngửi thấy mùi khói xì gà trong một căn phòng trống không. Dù tin hay không, linh hồn của Freddy thậm chí còn được đồn là đã nhắm tới Tổng thống Bill Clinton. Trong một chuyến đi của mình, Tổng thống đã ở tầng thứ 13 và định xem một trận bóng đá. Mặc dù vậy, TV của ông liên tục trục trặc và mặc dù nhân viên không thể tìm thấy bất kỳ một vấn đề gì, TV vẫn cứ tự tắt và bật theo ý mình. Vụ giết hại Effie McDonald. Một trong những kẻ giết người hàng loạt nổi tiếng nhất thời đại là Boston Strangler, người đã giết chết ít nhất 13 phụ nữ trong khu vực Boston những năm 1960. Vụ giết người cuối cùng của Boston Strangler xảy ra vào tháng 1 năm 1964. Cuối cùng được xác định là tên Albert DeSavo và hắn bị bắt vào tháng 10 năm đó. Mặc dù vậy, vài tháng sau đó, một vụ giết người gây sốc đã diễn ra ở khu vực New England với cách thức tương tự. Effie McDonald là một hầu gái 54 tuổi được thuê làm việc tại một khách sạn tên Bangor House. Vào buổi sáng ngày 18 tháng 3 năm 1965, McDonald đến làm việc và lần cuối nhìn thấy bà ấy là vào khoảng giữa trưa. Vào buổi chiều, các đồng nghiệp bắt đầu cảm thấy lo lắng khi không thể tìm thấy bà. Hai ngày sau đó, một người hầu gái khác bước vào phòng khách trên tầng 3 của khách sạn và phát hiện xác khỏa thân của McDonald. Bà đã bị đánh và tấn công tình dục trước khi bị siết cổ đến chết bằng chiếc tất ni lông. Cách giết người tàn nhẫn này giống hệt các vụ giết người Boston Strangler. Vài năm sau, một trong những thám tử điều tra về vụ án đã thông báo rằng ông xác định được nghi phạm chính. Người đàn ông này đã từng là khách tại khách sạn và đã trông thấy đi xuống cầu thang trong khoảng thời gian giết người, nhưng cảnh sát thấy thiếu bằng chứng để có thể bắt giữ. Sau 50 năm, vụ siết cổ ở Bangor House vẫn chưa được giải quyết. Sự biến mất của Jessica Kinsey. Vào ngày 26 tháng 12 năm 1995, Jessica Kinsey, 14 tuổi, đã bỏ trốn cùng Jimmy Hopkins, 23 tuổi, để bí mật kết hôn. Mark Henderson đưa Jimmy nhờ để chở họ đi. Jimmy nói với Mark rằng Jessica đã có thai con của mình và Mark để ý thấy Jessica có vẻ im lặng và rầu rĩ suốt chuyến đi. Đêm đó, họ dừng lại ở nhà trọ Dollar ở Cloverdale, Indiana. Đến tối, Mark nghe thấy những tiếng ồn dữ dội từ phòng của cặp đôi. Nhưng khi anh đến hỏi, Jimmy chỉ nói rằng mình đang làm tình hơi bạo liệt với Jessica. Sáng hôm sau, Mark thức dậy rất ngạc nhiên thấy xe của mình và cặp đôi kia đã biến mất. Vài tháng sau, Jimmy lại đột ngột xuất hiện ở Union, nhưng Jessica không ở cùng anh ta. Khi được cảnh sát hỏi, Jimmy đưa ra những câu trả lời trái ngược nhau về nơi ở của cô, thậm chí còn nói cô đã bỏ trốn với một người đàn ông Mexico. Mặc dù câu chuyện của Jimmy không rành mạch và anh ta thường xuyên chịu sự chỉ trích của gia đình Jessica cho rằng cô đã chết, nhưng chưa bao giờ có đủ bằng chứng để buộc tội. Đến ngày 12 tháng 4 năm 2008, Jimmy bắn chết vợ mình rồi tự tử, và sự thật về số phận Jessica Kinsey đã bị anh ta ôm xuống mồ, không thể lý giải được.